Cubic Women Open, hệ thống giải đấu phụ nữ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam đã chính thức quay trở lại với tổng giá trị giải thưởng lên tới 20 triệu đồng. Top 1 bảng xếp hạng ranking sẽ nhận ngay suất du đấu tại Predator trị giá 5.000 đô la. Top 2 bảng xếp hạng ranking sẽ được đài thọ chi phí tham dự giải vô địch quốc gia 2024. Vậy còn chần chờ gì nữa, đăng ký tham gia ngay thôi nào. Mọi chi tiết xem tại fanpage Billetpool VN, Billet Ai Thể Thao và Cubic Billet Club. Vâng ạ, xin kính chào các bạn khán giả thân mến của Billetpool VN. Bây giờ thì chúng ta đang có mặt trên luồng sóng livestream của Billetpool VN với trận đấu của vòng tứ kết Cubic Women Open mùa 4. Mùa cuối cùng trước khi chúng ta tìm ra những cái tên sẽ có được tài trợ chi phí tới với Predator. Và đây là cuộc đối đầu trên bàn TV của chúng tôi ngày hôm nay, cuối đầu giữa vận động viên Đoàn Thị Ngọc Lệ và ở bên phía bên kia trên tuyến là vận động viên Lê Tuyết Anh. Và ở trong trận đấu này thì người sẽ có quyền phá bi đầu tiên là chị Ngọc Lệ với cú phá bi đã tốt rồi. Tiếp tục là quyền bắn luôn. Bi 1 và bi 5 đã rơi xuống lỗ. Và quyết định của chị Ngọc Lệ là sẽ thực hiện một tình huống chạy đạn với con bi 2 luôn, chứ không phải là cân con bi 2 về lỗ góc. Đánh rất là chắc chắn. Và một lần nữa thì xin phép gửi lời chào đến các bạn khán giả của Billetpool VN ở trên các kênh sóng của chúng tôi là Facebook cũng như là YouTube. Rất là hy vọng các bạn sẽ để lại tình cảm của chúng tôi bằng những lượt like, lượt follow, lượt subscribe cho các nền tảng của chúng tôi. Cảm ơn các bạn khán giả rất là nhiều. Đây không phải một ý tưởng chạy đạn quá là tệ của Tuyết Anh, thậm chí rằng nó cũng đang hay rồi. Với cái ý tưởng là có thể giấu được con 2 ra đằng sau lưng con 6 cơ. Nhưng mà cũng chưa được quá thành công cho lắm, nhưng mà vẫn khá ổn. Rồi, vẫn nhìn thấy được con bi số 2 tới từ chị Ngọc Lệ. Nhìn thấy rất là rõ cái điểm chết của con 2 luôn. Thực hiện đánh tấn công luôn, vô cùng tuyệt vời. Con bi số 3 thì là đường xa nhưng mà cái điểm chết thì lại gần. Cái sự lựa chọn có thể là sẽ thực hiện một cú đẩy vượt đầu 7 để ra cho mình con bi số 4. Rồi, quá chuẩn xác. Tình huống này sẽ có lẽ sẽ chỉ là một cái cú nhấn đơn giản thôi, bật con bi cái vào băng trôi xuống về phía con bi số 6 rất đẹp dành cho chị Ngọc Lệ. Cái một con bi số 6 này là một cái máng tương đối vừa phải để có thể thực hiện một cú trích nhẹ con bi cái về phía cái thành băng bên phía tay trái. Sau đó là sẽ có nhiều ý tưởng dành cho chị Ngọc Lệ hơn, để xem là cái má nó ra như thế nào. Má ra lỗ giữa cũng được, má ra đường xa cũng không có vấn đề gì. Rồi, quyết định là lựa chọn má đường xa tới từ chị Ngọc Lệ. Và pha này thì sẽ là cắm đầu gậy kéo con bi cái về phía thành băng bên phía tay trái, qua đầu 9 để có thể nhìn thấy con bi số 8. Ồ không, sẽ là cái con bi số 7 về phía lỗ bên phía tay trái và đánh vòng về để ăn 8, chứ không phải là ăn con bi số 7 về lỗ bên phía tay phải tới từ chị Ngọc Lệ. Tuy nhiên thì đó là một con bi số 7 khá mỏng về cái lỗ bên tay trái, rồi lại còn đường xa nữa mà nó không thực sự là quá là thuận. Vậy đây là con bi số 7 đó thì có xử lý sai thì cũng hoàn toàn có thể hiểu được dành cho chị Ngọc Lệ. Và bây giờ là cơ hội. Wow, cơ hội của Tuyết Anh rất tuyệt vời
vị trí con cái rất đẹp, rất vừa tầm. Ra được cho mình con bi số 8. Pha này thì có lẽ là nhấn nhẹ một cái thôi. Cho con bi cái nó sẽ nổi lên qua đầu 9, ăn con bi số 9 về lỗ đối diện. Cực kỳ chuẩn xác tới từ Lê Tuyết Anh. Người mở điểm ở trong trận đấu này sẽ là cầu thủ Lê Tuyết Anh. Chị Ngọc Lệ đã có cho mình những cái tình huống xử lý rất là hay cho tới con bi số 7 vừa rồi, khi mà chị Ngọc Lệ quyết định là đưa ra một cái ý tưởng khá là táo bạo. Và sau đó thì Tuyết Anh đã có cho mình một con bi 7 ra 8 thật sự rất là hay mà chúng ta vừa mới được xem lại. Chúng ta sẽ tới với cú phá bi của Tuyết Anh. Tại Quebec Women Open thì quen thuộc thôi, chúng ta sẽ phá bi luôn phiên. Rồi, cú phá bi không ăn được cho mình bi mục tiêu. Rồi thậm chí rằng là có một cú phá bi đang chưa hợp lệ tới từ Tuyết Anh khi mà thiếu bếp. Lựa chọn thực hiện cú combo luôn, không thành công. Thứ từ chị Ngọc Lệ. Và đó tôi tin là một cái ý tưởng rất táo bạo tới từ Lê Tuyết Anh. Nhận thấy rằng là cái tình huống của cái ván thiếu trước thì có thể là mình đang vào tay, vậy nên là Tuyết Anh thực hiện cú bắn luôn. Hơi bị dày một chút với cả con bi số 1 nên là đã để con bi số 1 lắc lỗ. Rồi ok, vị trí rất đẹp cho con bi số 2 về phía lỗ góc bên tay phải phía dưới. Cái đường ra của con bi cái sẽ phải được tính rất là chuẩn. Rất là cố gắng để tính được cái điểm va chạm con bi cái và con bi số 6 để chị Ngọc Lệ có thể kìm được con bi cái lại. Tuy nhiên thì con bi cái nó vẫn trôi. Đây sẽ là một cú bắn trái tay chạy đạn tới từ chị Ngọc Lệ. Đó là cú bắn khá tốt rồi. Con bi số 3 mà được giấu đằng sau lưng con bi số 6 thì còn tuyệt vời hơn. Mà cũng chỉ đến như vậy thôi cũng là đẹp rồi. Con này thì chắc là kick and stick nhỉ? Đẩy con bi 3 đi, đứng con cái lại. Không được. Không làm như thế được, bởi vì là vẫn có một cái chút má của con bi cái vào con bi số 3. Không thể đứng con bi cái lại ở đó được. Đây, thử thách một con bi đường xa dành cho chị Ngọc Lệ. Rất nắn nót và rất chính xác. Cái cú ra ngọn tương đối mềm mại. Thank you.
đẩy con B9 ra để nhìn thấy được cho mình con B5. Và bây giờ thì mọi thứ nó sẽ là đơn giản dành cho cầu thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ trước cơ hội để lấy về điểm số dành cho mình. Đây là một cái má cũng rất là vừa phải để trích nhẹ con bi cái về cái khía con bi số 7. Rồi, lựa chọn là kéo hẳn về ăn 7 lỗ giữa. Sau đó thì con 8 cũng sẽ được đưa về lỗ giữa thôi. Rồi lấy được má để ra cho mình con bi số 9 là mọi thứ sẽ xong. Tiếp tục là có lẽ sẽ trô về lấy má trên con bi số 8 hay chăng đây. Quyết định kéo xòe ra ăn con bi số 8 về lỗ góc bên tay phải phía trên chứ không phải lỗ giữa. Liên tiếp là những cú trô rất chính xác tới từ cầu thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ của chúng ta. Và ra con 9 coi như là thẳng căng trong tình huống này rồi. Tỷ số sẽ được cân bằng là 1-1 sau tình huống vừa rồi. Sau hai rắc đầu tiên thì chúng ta đang thấy rằng là cơ thủ nào là cơ thủ có quyền phá bi thì đối thủ sẽ là người giành điểm số. Và để xem là ở ván thứ 3 sắp tới đây thì có điều gì đó thay đổi hay không. Còn ở ván 2 này thì đó là một cái tình huống dọn bàn thêm một lần nữa là rất chuẩn chỉ tới từ chị Ngọc Lệ mà không có những cái sai số xảy ra giống như ở ván đấu đầu tiên nữa. Đó là cú phá bi của chị Ngọc Lệ ở ván thiếu thứ 3. Đáng tiếc là cú phá bi không hợp lệ rồi khi mà đã không đủ bếp. Và sẽ là quyền vào bàn của Tuyết Anh. Vâng, rất hợp lý thôi. Bởi vì là người có quyền quyết định, vậy nên Tuyết Anh sẽ nhường lại quyền bắn dành cho chị Ngọc Lệ. Với con bi số 1 không thấy đường như thế này. Để xem rằng là Tuyết Anh có ý tưởng gì với sau cú đẩy an toàn của chị Ngọc Lệ hay không. Con bi số 1 đang bị xin lỗi, con bi cái nằm côn băng. Bi số 1 thì lại phải đi về đường xa. Và nếu như mà ăn bi số 1 đường xa thì có khả năng là còn chết cái cơ. Tuy nhiên thì Tuyết Anh vẫn có thể đưa ra lựa chọn là sẽ bắn luôn được khi nào đã nhìn thấy mình có bi số 1 rồi. Ui, con bi cái hơi có một chút thoát tim với con bi cái vừa rồi sau cú ra ngọn của Tuyết Anh. Lựa chọn A băng từ chị Ngọc Lệ và ra được cho mình con bi số 1 vẫn chắc chắn là chưa hề đơn giản dành cho Tuyết Anh rồi. Nhưng mà với con bi số 1 như này thì cái đường chạy đạn của Tuyết Anh nó sẽ rõ nét hơn, không còn là phải một cái tình huống bắn bi đường xa nữa. Đó, rất chuẩn,
Rồi, cực kỳ chuẩn luôn. Lực còn một là như thế nào thôi. Ui, quá đẹp. Tới từ Lê Tuyết Anh. Lựa chọn của Trịnh Ngọc Lệ sẽ là A băng con bi số 1 này. Thậm chí rằng nếu như mà pha đó mà chặt băng tốt thì còn ăn được cả con 1 cơ. Nhưng mà lần này thì sẽ không giấu được con 1 sau cú ra ngọn của Trịnh Ngọc Lệ rồi. Con bi số 1 sẽ bị phơi, tuy nhiên con 1 cũng sẽ mặc dù là gần lỗ nhưng cũng sẽ khá là mỏng. Ui, một cái pha căn bị dư mỏng tới từ Tuyết Anh với con bi số 1 vừa rồi. Và nó lại thành một tình huống là A băng gót con 1 đi. Chứ nếu không thì tôi nghĩ rằng là pha đó đã có thể ăn được con 1 rồi. Rồi ok, tôi nghĩ rằng ý tưởng chạy đạn này hoàn toàn hợp lý thôi. Và kê được đầu 2 để lấy con 1 bị che đằng sau lưng con bi số 4. Chính xác, tới từ chị Ngọc Lệ. Có thể thấy rằng là cả chị Ngọc Lệ lẫn Lê Tuyết Anh đều đang có cho mình một cái khởi đầu tương đối là chậm rãi. Không muốn quá vội vàng với những con bi khi mà hình chưa rõ. Con cái đi đâu đây? Con bi cái đi đâu đây? Một cái va chạm với con bi số 7. Con bi cái cũng đã bị cất ra đằng sau con bi số 4 thêm một lần nữa rồi. Rồi, chị Ngọc Lệ sẽ đổi vũ khí ở trong tình huống này, lấy cho mình cây gậy nhảy ra. Lần này thì cái đường A băng nó không còn được rõ nét nữa, vậy nên là sẽ đổi chiến thuật, không A băng nữa mà sẽ là sút tê. Thậm chí là sút tê chém luôn. Đúng là chém thật, nhưng mà vì là rất là khó để có thể ngắm được điểm chết chính xác của con bi số 1. Nhưng vẫn ra con 1 khó trong cái hình bi này. Lựa chọn của Tuyết Anh sẽ là thực hiện một cú A băng tới con bi số 1. Ôi, con bi cái đi đâu đấy? Dừng. Không dừng được rồi. Và chết cái sau tình huống xử lý của Tuyết Anh. Rất đáng tiếc cho Lê Tuyết Anh trong pha này. Và cơ hội của chị Đoàn Thị Ngọc Lệ. Tuy nhiên thì cái hình bi này là hình bi nó đòi hỏi khá là nhiều sự nắn nót. Như là một tình huống cu lê con bi số 1 lên này. Lấy má ra 2. Sau đó là giữ vị trí cho con bi số 3 để có thể như là kéo con bi cái qua đầu 9 ăn 4 đường gần chẳng hạn. Còn nếu mà thẳng con bi số 3 thì trô về ăn con bi 4 đường xa, cu lê lên tiếp ăn con bi 5, kìm cái lại ăn 6. Kịch bản có thể là như vậy. Tuy nhiên thì cái má này ở con 2 thì... Rồi. Ok, tôi nghĩ rằng là cái kịch bản mà ăn 4 đường xa nó sẽ tương đối là hợp lý ở thời điểm hiện tại. Thẳng nhá. Ui, hơi bị vách nhẹ. Rồi, hơi vách nhẹ. Nhưng mà vẫn được. Đây sẽ là một cái lực cu lê nó phải rất là vừa phải. Để có thể đẩy được cho mình con bi cái lên về phía con bi số 5 này. Lấy má thẳng con 5 là đẹp nhất. Chỉ cần đứng con bi cái lại là lấy được má từ 6 ra 7 rồi. Rõ ràng là chị Lệ cũng chưa thể hài lòng được với cái cú trô từ 3 ra 4 này được. Bởi vì là má nó có vết nhẹ, khiến cho cái tình huống xử lý 4 ra 5, 5 ra 6 nó bị phức tạp hơn một chút. Chẳng lẽ pha này lại nhấn, cắm đầu gậy, nhấn qua đầu 9 ăn 5 này lỗ xa, chứ không phải là ăn 5 lỗ giữa nữa. Rồi ok, thì thôi cũng đành chấp nhận.
Nhưng mà cái tình huống này thì có thể thực hiện được là đi hai đường, một đường về lỗ giữa, một đường về lỗ góc bên tay phải phía trên. Nhưng mà đường về lỗ giữa thì điều rất là tốt, kiểm soát lực tốt. Còn đường về lỗ xa thì có thể rằng con bi cái về ăn 6 lỗ giữa được. Và vì như vậy nên có thể có sai số xảy ra dành cho chị Ngọc Lệ. Và đúng là sai số đó nó đã xảy ra với con bi số 5 lắc cửa lỗ. Con này Tuyết Anh liệu rằng có muốn táo bạo hay không đây? Cần con 5 lỗ góc, đấy là táo bạo nhất. Còn vâng, tất nhiên thì thủ thì vẫn sẽ thủ được thôi. Con bi số 5 tất nhiên là phơi dành cho chị Ngọc Lệ rồi. Bi số 5 được thực hiện tốt, nhưng mà lại phải bắn một con bi mà dính băng nữa. Mà con 7 nặng quá nhỉ. Mà con 7 tương đối nặng trong tình huống này. Chắc chắn là chém thôi. Nhưng mà vì ui, vì má con 7 nó rất là nặng nên là đấy là cái điều mà tôi lo. Nói chung là chị Lệ thì đang có cho mình cái ý tưởng là sẽ cho con bi cái chạy tầm 2 băng, 2 cho đến 3 băng. Và thôi được, có may mắn đồng hành cùng với cả vận động viên Đoàn Thị Ngọc Lệ trong tình huống vừa rồi. Nó là một pha điều cái bằng mom. Và xử lý con bi 9 không chính xác tới từ chị Ngọc Lệ, và nó hơi vội vàng. Ui dồi ôi, ra con 9 thẳng căng rồi. Và quyết định là thôi, quyết định là miễn con bi 9 tới từ chị Đoàn Thị Ngọc Lệ. Và tỷ số sẽ được lên thành là 2-1 dành cho Lê Tuấn Anh, thưa quý vị các bạn. Một cái kịch bản mà đang tương đối là thú vị ở trên bàn TV table của chúng ta. Thật ra là tất nhiên là khi mà đối đầu với cả chị Ngọc Lệ thì hầu hết các cơ thủ nữ ở thời điểm hiện tại cũng có thể sẽ được đánh giá là cửa dưới. Nhưng mà ngày hôm nay thì chị Lệ đang chưa đạt được cái đôi tay với cái phong độ cao nhất. Và đi kèm bên cạnh đó thì Lê Tuyết Anh cũng có những pha xử lý khá là ổn, tốt để có thể giành được cho về cho mình chiến thắng. Đặc biệt là ở ván đấu đầu tiên. Nào, cú phá bi của Lê Tuyết Anh. Thiếu bếp rồi. Thiếu bếp tới từ tình huống điều cái của, xin lỗi bạn, tình huống phá của Lê Tuyết Anh mất rồi. Đây sẽ không phải là cú bắn của chị Ngọc Lệ mà sẽ là quyền quyết định. Rồi, vậy là quyền quyết định của chị Ngọc Lệ là chị quyết định là sẽ bắn luôn. Rất hay. Đây, một cái vị trí cũng ok, cũng có thể nói là khá là ổn để ăn cho mình con bi số 2, sau đó là điều ra 3. Nhưng mà cái má này nó khá mỏng. Con bi cái có thể nó sẽ phải chạy vượt hẳn về phía con bi số 6, số 9. Đó. Rồi ok, nó không bị lụt quá sâu. Không bị lụt quá sâu là được. Thêm một bài toán nữa dành cho chị Ngọc Lệ với con bi số 3 ra con bi số 4. Ui,
một pha mà tôi nghĩ rằng là chúng ta đều có thể tin rằng là chị Ngọc Lệ sẽ thực hiện một cái cú điều như vậy, là cắm đầu gậy kéo trô con bi cái về thành băng dài phía tay trái, về phía con bi số 4 qua khe 8-9. Nhưng mà cái pha đó tôi nghĩ rằng là chị Lệ phát ngọn dứt tay quá nên là cái độ văng của con bi cái ra hơi nhiều. Cái độ văng của con bi cái ra hơi nhiều nên nó đã bật thành mom, bật mom, bật ra. Và con bi số 4 thì cũng khó, vậy nên là chị Lệ cũng chưa thực hiện được. Và bây giờ sẽ là cơ hội vào bàn của Tuyết Anh. Con bi số 4 khá mỏng đây. Vâng. Quyết định đánh tấn công của Tuyết Anh ở đó thì hoàn toàn chính xác rồi. Tuy nhiên thì sau đó con bi số 4 này vẫn chưa thể được xử lý một cách dễ dàng. Từ từ chị Ngọc Lệ và sẽ là quyền bắn ngược trở lại dành cho Tuyết Anh. Nhưng mà con bi này sẽ là một con bi không hề dễ dành cho Tuyết Anh. Sẽ phải là một cú trô thật sự là chính xác. Rồi. Ok, vừa đủ để cho con bi số 5 được hướng về lỗ góc bên tay phải phía trên. Chứ nếu như mà pha đó mà tay xa mà trô sai, mà nó con bi cái nó không trô về mà nó bị nấp đằng sau con bi số 7 thì thật sự là rất thảm họa. Ôi dồi ôi, có may mắn dành cho Tuyết Anh trong tình huống này. Với một cái pha va chạm của con bi số 5 và con bi 8. Tuy nhiên thì ngay lập tức thì con bi số 5 không hề đơn giản. Quyết định chạy đạn tới từ Tuyết Anh. Và cái phong cách chạy đạn mà chúng ta cũng rất là quen thuộc đối với cả các nữ cơ thủ. Đẩy con bi cái và con bi mục tiêu về hai thành băng dài. Rồi. Đây sẽ là một cái pha vị trí con bi cái với con bi số 5 này tương đối khó chịu dành cho Tuyết Anh. Vẫn có thể nhìn thấy được một chút con bi số 5 cho Tuyết Anh trong tình huống vừa rồi. Nhưng mà lần này thì chắc chắn là con bi số 5 nó phơi. Không phải là nhìn thấy được một chút nữa đâu mà chắc chắn con bi số 5 đã phơi rồi. Rất chính xác. Người lựa chọn ăn con bi số 6 đường xa, sau đó là cu lê con bi cái lên về phía giữa bàn ăn con 7, lấy má vách nhẹ thả xả con bi cái vào băng ra ăn con 9 lỗ tương tự. Rồi ok, chính xác tới từ chị Ngọc Lệ. Bây giờ đơn giản là chị Ngọc Lệ sẽ phải làm tốt thế thôi. Chỉ cần một sự chính xác thôi. Đó. Chỉ cần một cú chính xác thôi mà. Con bi cái chắc chắn là nó sẽ xả vào băng, nó bật ra. Không có gì bất ngờ, tỷ số sẽ được cân bằng là 2-2 ở trong cuộc đối đầu ở trên bàn TV table giữa Đoàn Thị Ngọc Lệ và Lê Tuyết Anh.
Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tới với ván thi đấu thứ 5 ở trong trận đấu này. Thì số tạ đang là 2 đều. Và quyền phá bi sẽ là của chị Đoàn Thị Ngọc Lệ. Đó sẽ là một cú phá bi hợp lệ của chị Ngọc Lệ. Bi số 3 rơi xuống lỗ và đã đủ bếp với con bi 1 và con bi 4. Ui, một cái va chạm vào con bi số 8 là tệ rồi. Ngay lập tức là biến thành hình bi, nó quá là khó chịu dành cho chị Ngọc Lệ ở cái tình huống này. Á băng thì cũng chưa chắc đã nổi. Sút tê nhiều lúc chưa chắc đã xong. Rồi, của á băng đơn giản chỉ là hợp lệ thôi. Ngay lập tức là con 2 nó sẽ phơi ra dành cho Tuyết Anh. Nhưng mà trên thực tế thì con 2 này là cũng không dễ. Con 2 này vẫn khó. Để mà làm sao mà điều ra được cho mình con bi số 4 thì không hề đơn giản một chút nào. Quyết định của Tuyết Anh là thôi từ từ, chưa cần phải điều ra 4 vội, ăn con 2 đã. Và sau đó là trả đạn con 4. Ok, chính xác, tới từ Tuyết Anh. Kiểm soát lực rất chính xác tới từ chị Ngọc Lệ trong tình huống vừa rồi. Ban đầu thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà con kỳ cái mà nó trôi qua đầu con bi 9 thì có thể nó sẽ trôi hẳn ra luôn, nhưng mà nó vẫn dừng lại và nấp đằng sau lưng con bi số 6. Rất hay. Và đó là cú nhảy bi lỗi của Tuyết Anh. Quyền đặt bi dành cho chị Đoàn Thị Ngọc Lệ. Nhưng mà ngay lập tức là con bi số 5 sẽ cần phải được xử lý tốt. Đường của con bi số 5 về lỗ xa đang bị con 8 che lại và sẽ buộc phải thực hiện một cú combo. Nhưng mà đường về lỗ giữa của con bi số 5 thì có thể vẫn sẽ còn. Quan trọng là lựa chọn của chị Ngọc Lệ là phải điều ra được đây, đến đây đã. Thì đó là một tình huống điều chính xác. Nhưng mà con này nó sẽ tương đối nhạy cảm. Mặc dù rằng là lỗ giữa thì còn, nhưng mà vì là cái mom của lỗ giữa nó chưa nuốt con bi số 5 vào nên là vẫn cần phải nắn nót. Ok, chính xác. Cú đẩy đơn giản là được. Cái vị trí không quá là đẹp, nhưng mà rõ ràng là không xấu với con bi số 7. Cái đường về lỗ giữa thì chắc chắn là vẫn còn. Nhưng mà cái má này theo như tôi đánh giá là nó vẫn hơi bị lụt nhẹ. Nó thẳng hơn một chút thì sẽ đẹp hơn, chứ lại phải điều. Nếu không thì chỉ cần một cú đẩy nhẹ thôi là có cho mình con bi số 8 rồi. Rồi, con 9 thẳng căng luôn. Và chắc chắn sẽ là điểm số dành cho chị Ngọc Lệ ở tình huống này rồi. Tập này thì không thể làm sai được. Tỷ số sẽ được nâng lên thành là 3-2 ở trong trận đấu của vòng đầu tứ kết của Women, của Quebec Women Open mùa 4, thưa các bạn.
vẫn đang là một cái cuộc đua tỷ số tương đối là hấp dẫn ở trên bàn TV của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ trở về với cú phá bi của Tuyết Anh. Đủ bếp hay không đây? Con năm phải trôi. Ok, cú phá bi đủ bếp, hợp lệ, ăn được bi mục tiêu tới từ Tuyết Anh với con một đã có đường. Cái đường đều từ 1 ra 2 nó sẽ cần phải chuẩn chỉ một chút. Còn nếu như mà cảm giác mà không đều được thì chỉ cần đẩy nhẹ con 1 vào và lựa chọn bán con 2 đường xa thôi. Quyết định là điều rồi. So, né được hết tất cả mọi sự va chạm trong tình huống xử lý vừa rồi của Tuyết Anh cực kỳ chính xác. Cái mà tôi lo lắng là nó sẽ có một cái va chạm nào đó thôi. Nhưng mà không có điều đó xảy ra. Ok nào, cơ hội phá bi và dọn bàn hay chăng đây dành cho Lê Tuyết Anh. Ôi, một con bi đường xa mà, vậy nên là để đòi hỏi Tuyết Anh mà còn trô về con 5 nữa thì là một cái đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần phóng ngọn đúng ăn được con 3 là đã là rất là đẹp rồi. Sau đó thì thôi mình cứ xử lý từng con bi đơn một cũng không sao. Rồi đó, mặc dù là cũng chúng ta nhìn thấy rằng là mặc dù là Tuyết Anh cắm đầu gãy rất là thấp, nhưng mà khi mà phát ngọn thì cũng không dám là cắm kịch hết gãy xuống bàn, sợ rằng là sẽ bị tạch cơ, nên là thôi không sao. Bắn từng con bi đơn một như này là vẫn là quá tuyệt vời rồi, vẫn đang rất là hay rồi. Không cần phải trô về như thế giới hay là như thế nào. Và khi mà khó thì sẽ chọn chạy đạn. Đây là một cái ván thi đấu mà chúng ta thấy rằng là Tuyết Anh đang xử lý rất mẫu mực, rất chuẩn chỉ, nắn nót theo sách giáo khoa. Bắn bi đơn tốt, gặp khó thì tìm đường để có thể chạy. Không có gì vội vàng cả. Và đó, vào cái tư thế khó, ngay lập tức là Tuyết Anh đã thành công khi mà đưa chị Ngọc Lệ vào tình huống phải A băng. Và A băng xong thì con 6 lại phơi thêm một lần nữa. Và đây cũng lại là sẽ là một con bi đơn dành cho Tuyết Anh. Rất tuyệt vời. Lần này thì Tuyết Anh đã có cái đường điều nó tính toán hơn, thay vì việc là cứ ăn bi đơn thôi. Một cái cú đẩy với cái mong muốn là con bi cái nó sẽ trôi về phía bên tay phải, con bi số 7 ăn con 7 về lỗ góc bên tay trái phía dưới, và có thể lấy má được ăn con bi số 8 về lỗ góc bên tay phải phía dưới. Cái kịch bản như vậy. Ui, thiếu một chút nữa thì đã là tốt tới từ Tuyết Anh rồi, nhưng mà đáng tiếc là không được. Và chạy đạn của chị Ngọc Lệ với con bi cái và con bi 7 đã bị chặn giữa bởi con bi số 8. Tất nhiên là sẽ không có tay để sút tê, vậy nên là phải A băng thôi. Cú A băng lỗi của Lê Tuyết Anh. Quyền đặt bi dành cho chị Ngọc Lệ với ba con bi cuối cùng. Ra con 8 gần như thẳng căng luôn rồi. Nói thôi, thật ra là có má.
sẽ là một cú nhấn để ăn con bi số 9 vào lỗ tương tự. Vâng, đúng là như vậy. Chính xác, từ chị Ngọc Lệ, và sẽ chỉ còn một con bi cuối cùng cản bước chị Ngọc Lệ tới với chiến thắng thôi, chính là con bi 9. Con bi thật ra là chưa thẳng, nó sẽ vẫn cần phải được xử lý tốt. Và con bi số 9 đã được đưa vào giữa lỗ tới từ chị Ngọc Lệ, nâng tỷ số lên thành là 4-2 trong cuộc đua chạm 7 này. Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau tới với cú phá bi ở trong ván thi đấu thứ 7 của trận đấu này, và nó sẽ là cú phá bi của chị Ngọc Lệ. Cú phá bi thì uy lực đó, nhưng mà lại vừa không có bi rơi xuống lỗ, lại vừa thiếu bếp. Hơi đáng tiếc dành cho chị Đoàn Thị Ngọc Lệ trong tình huống này. Tôi đang lựa chọn đánh tấn công luôn, và đó là một tình huống đánh tấn công chính xác. Tuy nhiên, con bi số 2 đã có một cái gãi đầu nhẹ tới từ Tuyết Anh, khi mà điều từ 1 ra 2 bị thiếu tới từ Tuyết Anh rồi. Rồi phải buộc phải tự sửa thôi. Ui, sửa như thế thì quá xứng đáng rồi, nhưng con bi cái đi đâu đây? Bi cái không đi đâu cả. Tự làm khó nhưng mà tự sửa được thì ok, chấp nhận, cứ làm khó thoải mái. Một pha xử lý chính xác của Tuyết Anh với con bi số 2 vừa rồi, mình ra cho mình con bi số 3 với cái má tương đối nặng này. Điều cho mình về cái lỗ giữa rồi, xong rồi điều ra 4 là không đơn giản. Rồi. Rất khó dành cho Tuyết Anh. Rất khó với tình huống xử lý vừa rồi, tìm được điểm chết của con bi số 3 về lỗ góc. Nhưng mà cái đường ra của con bi cái là thẳng như là đường của sân bay luôn, ngay cắm luôn vào lỗ giữa. Quá đáng tiếc. Và quyền đặt bi dành cho chị Ngọc Lệ thì tất nhiên là con 4 thì chắc chắn là chị sẽ làm được rồi. Ra cho mình con bi số 5 cũng đẹp luôn. Pha này thì có lẽ là chị Ngọc Lệ sẽ nhấn về, nhấn kéo trô nhẹ về qua đầu 8, hay là một cú đẩy đây. Thực ra là nhấn kéo trô về qua đầu 8 thì sẽ là hợp lý. Lấy má thẳng con bi 6 cu lê nhẹ lên vượt đầu 9, và ra cho mình con bi số 7 với một cái má vếch để thả con bi cái vào băng ngắn phía dưới lên ăn cho mình con 8 lỗ giữa. Rồi, đây là ý tưởng của chị Ngọc Lệ thì rất là khác so với cả cái đường điều bằng mắt bằng mồm của tôi. Đó chính là chị Ngọc Lệ sẽ lựa chọn con bi số 6 là vào lỗ giữa hoặc thậm chí là lỗ xa. Cái vị trí của con 6 này nó hơi bị nhạy cảm quá, tức là lỗ giữa thì cũng không đơn giản, mà cái lỗ góc bên tay phải phía trên thì nó lại rất là xa. Đường xa điểm chết gần, nào để xem. Đường xa nhưng điểm chết thì gần. Rất hay, từ từ chị Ngọc Lệ. Vâng, tính toán như vậy thì không có gì phải bàn. Tính toán quá tốt. Rất êm ái để cho mình con bi số 8 ra lỗ giữa. Cơ hội lấy về điểm số thứ 5 dành cho chị Ngọc Lệ.
Pha này sẽ là pha bắn trái tay. Bắn trái tay nhưng mà không có vấn đề gì tới từ Trịnh Ngọc Lệ. Bởi vì điểm chết ngắm kỹ rồi. Tay sau chỉ cần ra ngọn thẳng là được, không cần phải điều con 9 đi đâu cả. Bởi vì đó là con bi cuối cùng ở trên bàn rồi mà. Và tỷ số sẽ được nâng lên thành là 5-2 dành cho chị Đoàn Thị Ngọc Lệ. Chúng ta sẽ tới với ván thi đấu thứ 8 và cú phá bi sẽ là của Tuyết Anh. Và kịch bản của cú phá bi của Tuyết Anh rất là giống với cả cú phá bi của ván thi đấu trước của chị Ngọc Lệ, chính là sẽ là một cú dry break, không có gì cả. Thậm chí rằng là cũng giống trong cái việc là bị thiếu bếp luôn. Ở đây sẽ là một cái đường điều ra hai nếu có tới từ chị Ngọc Lệ, tương đối thú vị này. Đó, tôi biết là sẽ thú vị mà, con cái nó sẽ phải chạy với một cái quỹ đạo không bình thường. Kể cả là đó là một cái tình huống mà chị Lệ lựa chọn là cắm đầu gậy kéo trô về, hay là một cú đẩy áp phê để con bi cái chạy bật nhiều thành băng, thì để về được con hai nó vẫn sẽ là một cái đường đi của con bi cái rất là hay thôi. Nhưng mà con bi số 1 không được thực hiện thành công tới từ chị Ngọc Lệ. Và đây sẽ là một cú chạy đạn tới từ Lê Tuyết Anh. Và coi kìa, Tuyết Anh đã chạy đạn rất hay trong tình huống này. À, băng về cái thành băng dài bên tay phải cũng không dễ bởi vì con 8 nằm đó. Lựa chọn hợp lý là A cái băng ngắn phía dưới. Đó là một cú A hợp lệ của chị Ngọc Lệ. Con bi số 1 vẫn đang bị để phơi trong tình huống này. Và con bi số 1 chỉ cần ít lực đi một chút thôi là sẽ nấp đằng sau lưng con bi số 7 rồi. Đáng tiếc là không thành công tới từ Lê Tuấn Anh trong tình huống xử lý đó. Con bi số 1 vẫn đang được để phơi. Cả chị Ngọc Lệ và Lê Tuấn Anh đều đang không có bất cứ một cái ý tưởng gì quá là tuyệt vời với con bi số 1 cả. Hình bi nó vẫn đang rất phức tạp. Và đây sẽ là một tình huống chạy đạn vô cùng khó chịu của Lê Tuấn Anh dành cho chị Đoàn Thị Ngọc Lệ. Biết được rằng là mình sẽ bắn lỗi luôn. Không thể làm được gì hơn trong tình huống vừa rồi dành cho chị Ngọc Lệ. Thật sự luôn là phải làm sao với con bi 1 vừa rồi đây. Đó là pha chạy đạn thật sự là
từ 9 điểm rưỡi đến 10 điểm dành cho Lê Tuyết Anh với cái khả năng xử lý lực là rất chính xác. Lê Tuấn Anh sẽ phải làm tốt để ra được cho mình cái số 4. Rồi, con 4 đang hơi mất đường trong pha này. Liệu rằng Tuấn Anh có làm được con bi số 4 hay không đây? Trời ơi, rất hay tới từ Lê Tuyết Anh. Con bi số 4 phần nào đó bị che lại rồi, nhưng mà Lê Tuấn Anh vẫn có thể tìm ra đường. Sự chính xác là tất cả những gì đòi hỏi Lê Tuyết Anh ấy, nhưng mà vẫn có may mắn đồng hành cùng luôn. Rồi nào, 4 bi còn lại ở trên bàn. Với con bi số 6 sẽ phải xử lý rất là tốt đây. Bây giờ là có thể kéo được con bi cái qua khe 7-9 bật thành băng ngắn phía dưới nổi lên ăn 7 lỗ góc được không? Không được. Ý tưởng thì đúng là như vậy, nhưng mà đáng tiếc là không được thực hiện thành công. Bây giờ sẽ là quyền vào bàn dành cho chị Ngọc Lệ, cũng như là cái quyền để có thể giành chiến thắng và lên tới điểm hưu ở trong trận đấu này. Và đó là một cái ý tưởng để ăn 6 điều 7 tới từ chị Ngọc Lệ, nhưng đáng tiếc là không thành công. Chị Lệ chỉ làm được một việc thôi, đó chính là điều ra là con 7. Con bi số 6 thì lại bật cửa lỗ và không được ăn. Cái phong độ ăn con bi đơn của Tuyết Anh nó không còn được duy trì tốt như những cái ván thi đấu trước nữa rồi. Tất nhiên thì cũng phải công nhận một điều rằng con bi đó là con bi cũng hơi xa một chút. Đây sẽ là cơ hội thêm một lần nữa dành cho chị Đoàn Thị Ngọc Lệ. Pha trổ về rất mềm mại. Né con 9 ra để còn đặt cầu tay cũng được. Vẫn hơi khó một chút dành cho chị Đoàn Thị Ngọc Lệ ở pha này, nhưng mà sẽ chỉ cần một chút nắn nót thôi. Vâng. Nào, bật băng xuống, trôi nữa đi, trôi nữa đi. Một con bi đường hơi xa dành cho chị Ngọc Lệ, nhưng mà là một con bi đơn. Con bi cuối cùng để mang về điểm hưu dành cho chị Đoàn Thị Ngọc Lệ ở trong trận đấu này. Không thành công rồi, rất đáng tiếc. Và con bi số 9 nó sẽ nổi ra ngay trước cửa lỗ giữa dành cho Lê Tuyết Anh. Tất nhiên thì đây cũng chưa phải là một con bi đơn giản, bởi vì là nó vẫn đòi hỏi một chút sự nắn nót từ Lê Tuyết Anh. Nào, cơ hội rút ngắn khoảng cách so với chị Ngọc Lệ của Lê Tuyết Anh với con bi cuối cùng. Và đó là sự chính xác tới từ Lê Tuyết Anh để có thể lấy về điểm số thứ 3 ở trong trận đấu này.
Vâng, thưa các bạn giả thân mến, chúng ta cùng tới với ván thi đấu thứ 9. Cú phá bi của chị Đoàn Thị Ngọc Lệ. Tiếp tục là một cú phá bi không có bi mục tiêu rơi xuống lỗ tới từ chị Ngọc Lệ. Và sẽ là quyền bắn dành cho Lê Tuyết Anh. Vâng ạ, các bạn khán giả hãy đừng quên để lại cho Bilapool VN những lượt like, lượt follow, lượt subscribe trên các nền tảng phát sóng của chúng tôi là Facebook cũng như là YouTube. Tất nhiên là có cả TikTok nữa. Cảm ơn các bạn khán giả rất là nhiều. Pha này sẽ là một pha chém con một khá mỏng đây. Rồi, Tuyết Anh tự tin và Tuyết Anh làm được. Tất nhiên là con bi cái nó sẽ buộc phải chạy thôi. Nó sẽ chạy ra một cái khoảng cách là khoảng tầm gần nửa bàn cho con bi số 2. Tình huống xử lý con bi số 2 không thành công của Lê Tuyết Anh. Nó đang mở ra cái hình bi nó rất là khó, sẽ hơi khó. Pha này thì để xem là cái ý tưởng của chị Lệ sẽ là như thế nào. Như là hai combo vào 7, sau đó là lấy cái đường ra của con 2 để caro vào con 3 chẳng hạn. Không được rồi. Và sẽ không có may mắn dành cho chị Ngọc Lệ khi mà con bi số 2 vẫn đang bị phơi ra. Con bi số 2 đã sẽ bị phơi ra. Và pha này Tuyết Anh sẽ phải xử lý sao đây? Một cái má vếch nhẹ, cắm đầu gậy kê vào đầu con 6 để ra 3. Rồi, rất hay. Ôi, chỉ cần kê đầu 6 thôi, trô hẳn về như thế này thì nó lại bị đuôi mất con 3. Chỉ cần vâng, có lẽ chỉ cần là con cái nó văng ra, nó kê vào đầu con 6 là được, đứng con cái lại ở đó là được. Còn nếu như mà trô về thì phải trô kịch về qua hẳn đầu 8 thì nó sẽ là đẹp hơn. Bây giờ Tuyết Anh nó tự đặt mình vào tư thế khó rồi. Nó sẽ hơi nhạy cảm một chút, sẽ đòi hỏi sự chính xác tới từ Tuyết Anh. Vâng, vâng. Khó mà, khó là hoàn toàn dễ hiểu thôi. Và đó thì tay để sút tê thì không có, đường A băng cũng không có. Quyền đặt bi dành cho chị Đoàn Thị Ngọc Lệ. Pha này thì có lẽ là khả quan sẽ là một cú đẩy cu lê qua đầu 7 để ra 5. Bi số 4 được đưa về lỗ góc phía phải phía trên. Vâng, giữa lỗ luôn thì quá chính xác tới từ chị Ngọc Lệ. Chị Đoàn Thị Ngọc Lệ thì có những tình huống bắn bi xa điểm chết gần cực kỳ là chính xác. Lúc nào cũng là giữa lỗ luôn, ngắm điểm chết cực kỳ chuẩn. Rồi, ok, ra cho mình con bi số 6 lỗ giữa với một vị trí cũng tương đối thẳng. Thật ra nếu mà có được cho mình một cái má vếch nhẹ phía trên thì có lẽ sẽ đẹp hơn một chút xíu, nhưng mà không sao, như là cũng ok rồi. Điểm hưu đang chờ đợi chị Ngọc Lệ với hai con bi cuối cùng này. Ra cho mình con 9 lỗ giữa. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Con bi thẳng rồi, sẽ đơn giản cho chị Ngọc Lệ thôi. Ôi, rất đáng tiếc.
Một con bi mà cũng giống như những con bi trước đó của chị Ngọc Lệ là bi xa nhưng mà điểm chết gần. Tình huống xử lý không chính xác của chị Ngọc Lệ, tuy nhiên thì vẫn sẽ có một chút may mắn đồng hành cùng cái pha này. Mà con 9 cũng chưa đơn giản. Liệu rằng là Tuyết Anh có tấn công luôn hay không luôn? Cân con 9 luôn. Vâng, không công rồi. Mở đường thủ, đưa con bi cái về sát thành băng, con 9 cũng sát thành băng. Pha này sẽ là một cái kỹ thuật chặt băng rất khó bởi vì là cầu tay đặt không nổi. Vâng, nhưng mà buộc phải làm thôi, không tấn công thì bao giờ mới tấn công nữa. Và đó sẽ là điểm heal dành cho chị Đoàn Thị Ngọc Lệ. 6-3 là tỷ số ở thời điểm hiện tại. Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau tới với ván thi đấu thứ 10, thưa các bạn khán giả thân mến. Và sẽ là một cú phá bi cực kỳ quan trọng của Tuyết Anh. Rồi, ok, một bi mục tiêu đã rơi xuống lỗ, hai bi mục tiêu rơi xuống lỗ, con 4 đã, xin lỗi, con 5 đã đi về phía bếp. Và đó là cú phá bi tuyệt vời của Tuyết Anh. Vì sao lại nói rằng là đây là một cú phá bi quan trọng? Bởi vì là chị Đoàn Thị Ngọc Lệ đã tới điểm heal rồi. Tuyết Anh mà phá không tốt để hình bi nó phơi ra thì chị Lệ sẽ dọn bàn và sẽ là chào tạm biệt Tuyết Anh luôn. Ôi, nhưng mà Tuyết Anh bảo là không, không thể chào tạm biệt được với một pha cân ngược con bi 1 vào lỗ giữa rất hay. Dù là có đang ở cái thế bị dẫn trước nhưng mà highlight thì vẫn không thiếu. Con bi 2 đang không có đường để cho Tuyết Anh. Liệu rằng là Tuyết Anh có A băng ăn được con 2 này hay không đây? Không được rồi. Rất đáng tiếc dành cho Lê Tuyết Anh trong tình huống xử lý vừa rồi. Đó là một cú A băng để gót con 2 đi. Sau đó là sau va chạm thì con bi cái nó cũng rơi thẳng xuống lỗ luôn. Cơ hội để dọn bàn dành cho chị Đoàn Thị Ngọc Lệ. Không có bất cứ một tình huống gì cả, chỉ đơn giản là bây giờ điều sao cho ra thôi. Ăn cho mình con bi số 4 vào lỗ giữa, trôi thêm tí nữa nào. Không có tuyệt vời nhưng vẫn đủ đẹp. Liệu là có nhấn cả vào băng không đây? Rồi không, chỉ là nhấn nhẹ thôi, không cần phải đè hẳn vào băng ra. Kéo con bi cái có thể là hai băng về hay chăng đây? Vâng, một băng. Một băng thì thiếu. Chắc phải hai băng. Hơi bị thiếu trong tình huống điều ra 8 này tới từ chị Ngọc Lệ. Thật ra là với cái vị trí này thì con bi số 8 nếu mà để một cái má thuận thì sẽ là ăn về cái lỗ góc bên tay phải phía dưới. Vâng. Giữa lỗ luôn. Ui, ra con 9 thẳng căng luôn rồi. Cái hơi nằm côn băng một chút nhưng mà không dính vào băng là được. Và chiến thắng đang chờ đợi chị Đoàn Thị Ngọc Lệ ở trong trận đấu tâm điểm của bàn TV này. Với con bi cuối cùng giữa lỗ không có gì khó khăn cả. Và xin được gửi lời chúc mừng tới chị Đoàn Thị Ngọc Lệ với chiến thắng 7-3 trước Lê Tuyết Anh. Một màn trình diễn mà có lẽ rằng chị Ngọc Lệ cũng hơi có gặp một chút trục trặc ở những phút đầu tiên, nhưng càng theo thời gian bắn càng sắc nét hơn. Và chị Lệ sẽ điền tên mình vào trận bán kết của Quebec Women Open mùa 4 thưa các bạn. Vâng ạ, chúng ta hãy cùng nhau nghỉ ngơi, ăn trưa trước khi tới với loạt bán kết sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ chiều thưa các bạn.
Cubic Women Open, hệ thống giải đấu pool nữ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam đã chính thức quay trở lại với tổng giá trị giải thưởng lên tới 20 triệu đồng. Top 1 bảng xếp hạng ranking sẽ nhận ngay suất du đấu tại Predator trị giá 5.000 đô la. Top 2 bảng xếp hạng ranking sẽ được Đài Thọ chi phí tham dự giải vô địch quốc gia 2024. Vậy còn chần chờ gì nữa, đăng ký tham gia ngay thôi nào. Mọi chi tiết xem tại fanpage Billet Pool VN, Billet Ai Thể Thao và Cubic Billet Club.